Trời hôm nay nó rất là thoải mái mát, gió nó vừa buổi sáng. Bây giờ thời tiết nó giống như Việt Nam rồi. Buổi sáng thì hiu hiu, gió gió lạnh lạnh, buổi trưa thì nó nóng, buổi tối thì nó cũng hơi gió gió lạnh lạnh như đó. Việc thường ngày của em thì chỉ đi làm thôi. Vậy mà cũng có một bé nó đang chơi cái cầu tượng. Đang đi làm nhà và đang chuẩn bị đi vào nhà, đang đứng đợi thay má. Có người lên mà. Bây giờ quay tỏi má để thay má và mình làm xong rồi nè. Cái màu này mình ngon. Lúc trước thì cái màu nó hơi bạc. Quay cho mọi người qua thay mát mát luôn á. Cho cả nhà mình thấy thằng bé xong rồi mình đi ra. Dọn nhà rồi nghe cả nhà. Hôm nay là cuối tuần gia đình mình sẽ ăn thịt ba rọi nướng. Đây mua một chỉ thịt này nha, gần 2 kg là nha mọi người. 2 kg thịt ba rọi á. Đây là rau kim chi và đây là rau nướng thịt. Bên kia là tỏi. Đây chương trình nhà mình đã ăn
ăn thịt nướng là phải có tỏi à. Cải cho cái như cải của Việt Nam mình là những cải xà lách đó, nhưng mà cái lá của nó hơi khác, là lá của nó hơi dúng xuống dúng lắm, nó có tí cát. Có một anh đẹp trai đây ngồi nướng thịt. Cái nó đang uống cho nó đi chua à, quý cho cái cỏ đó không à. Cỏ nó nắm cái chim sơ lên chú ý cả.
다현아 삼겹살 먹으라. 이거 언제가 다른 거 꺼졌다 했잖아, 이거. 응. 고기 더 넣어놔?
kim chi, tỏi và tươi. Ăn thịt nước mà ăn có tỏi á, nó ngon dữ lắm mọi người ơi. Đây là rượu mít này nha. Cho 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 mình. Thank you. Bình thường á, ăn để xin biết mà em xuống á thì ăn được cho khoảng tiền dày 100 gram thịt rồi, nhưng mà để như vậy nè ăn nhiều dữ lắm, tại nó vừa nóng cái mình ăn luôn á. Cho nên ăn gì là ăn thịt nhiều lắm. Vitamin C 부터 많이, 비타민 C 부터 많이.
그러는 거 아니지, 그치? 당장 왜 시간 많죠? 시간 안 많았어. 많이 뜨잖아, 당신은. 시간 요즘 많이 뜨잖아. 没时间难讲，不会有些难不是。